vựng chủ đề mua sắm. Hello, ta cha khó. Xin chào tất cả các bạn, lại là cô Tiếu Tiếu đến từ Tiếu Trung Alpha đây. Các bạn có thích mua sắm không nhỉ? Cô Tiếu là một người cực kỳ cuồng mua sắm. Và nếu các bạn cũng thích mua sắm như cô Tiếu thì ngày hôm nay hãy cùng với cô đi tìm hiểu những từ vựng liên quan đến chủ đề mua sắm nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? 我们开始吧. Mãi Quảng cầu. Quảng cầu. Cầu ụ chơ. Cầu ụ chơ. Đông xỉ. Đông xỉ. Y phụ. Y phụ. Sủy quả. Sủy quả. Rư dụng phẩm. Rư dụng phẩm. Giá cả. Giá cả. Chất lượng. Chất lượng. Sâu hộ yuan. Sâu hộ yuan. Cụ khờ. Cụ khờ. Giảng giá. Giảng giá. Quỷ. Quỷ. Pian y. Pian y. Tả trở. Tả trở. Mãi y sông y. Mãi y sông y. Tâng phẩm. Tâng phẩm. Cầu ụ trung xin. Cầu ụ trung xin. Chào sư. Chào sư. Phú trang điện. Phú trang điện. Đan zi. Đan zi. Đuo shào. Đuo shào. Phụ qiàn. Phụ qiàn. Xiàn jīn. Xiàn jīn. Shuā kǎ. Shuā kǎ. Zǎo lìng. Zǎo lìng. Rén mín bì. Rén mín bì. Mèi yuán. Mèi yuán. Yuè nán tuần. Yuè nán tuần. Các bạn đã xem hết video và ghi chép đầy đủ rồi đúng không nào? Chúng mình hãy luyện tập hàng ngày đến khi thành thạo nhé. Và đừng quên ấn đăng ký để cập nhật nhiều những video bổ ích hơn nha. Tiếng Trung không khó vì có Alpha. Zaijian.